Làm thế nào để sử dụng AI phù hợp? Cũng giống như một câu chuyện, bạn đi thuê một sinh viên mới ra trường tặng tinh, bạn về mất công đào tạo hay là bạn gửi đi những cái khóa học đào tạo. AI cũng như vậy, thay vì như vậy thì có những AI chuyên dụng trả tiền miễn phí, đúng không nào? Như các bạn biết hiện nay, ví dụ bạn chui vào một cái phễu nào đó học những cái lớp miễn phí nó sẽ khác với những cái lớp trả tiền, đúng không nào? Thậm chí những phần mềm, những AI cũng như vậy, họ tạo ra thì họ đều kinh doanh. Nếu chúng ta sử dụng miễn phí thì chắc chắn một điều là họ sẽ cho chúng ta dùng trải nghiệm thôi, đúng không nào? Và chúng ta cần có những tính năng cao cấp hơn thì bạn cần phải trả những cái gói pro cao tiền hơn. Vì nhân viên của các bạn cũng vậy. Thay vì như vậy thì tư duy của tôi là tôi dùng những AI làm việc chúng ta đến x10 lần. Và nếu bạn không dùng thì ngay cả cái việc chúng ta sử dụng ChatGPT miễn phí cũng vậy. Ví dụ bạn phải học được tư duy, đặt câu hỏi, đặt câu lệnh cho nó mới trả lời cho bạn những câu trả lời hay những bài bán hàng, những bài post hay nội dung video YouTube vân vân. Thì AI cũng như vậy và tuyển dụng nhân viên cũng như vậy. Ví dụ bạn tuyển một nhân viên sinh viên mới ra trường trắng tinh, chưa biết nhiều về kỹ năng, về tư duy, về marketing, về xử lý cho bạn. Thay vì như vậy thì tôi thấy những cái công cụ, có nghĩa là con ngựa nào tốt nhất thì chúng ta tìm con ngựa đó để chúng ta cưỡi lên lưng nó đi nhanh hơn, đúng không nào? Và đòn bẩy công cụ công nghệ thì không bao giờ là lỗi thời, bởi vì những nhà sáng tạo công cụ AI đó ra thì người ta đều phục x10 lần lên giúp con người, đúng không? Có những cái tính năng lợi ích tốt hơn rất là nhiều lần. X là nhiều lần về công việc. Ví dụ một chiếc ô tô sản xuất ra thì chắc chắn một điều là nó sẽ tốt hơn xe đạp rất là nhiều, đúng không các bạn? Và tư duy đầu tư của các bạn cũng như vậy thôi. Ví dụ bạn muốn đi đột phá trong kinh doanh về marketing hay bất kỳ ngành nghề gì thì bạn phải ứng dụng công nghệ để hỗ trợ bạn để đi nhanh hơn, đúng không nào? Và kỷ nguyên này rồi các bạn phải bắt buộc phải sử dụng công nghệ. Bản thân tôi cũng như vậy, con nào tốt nhất là tôi sử dụng con đó. Ví dụ những con ChatGPT tôi vẫn sử dụng, nhưng tôi thường dùng con cao cấp hơn như GPT Lead Connector, và những cái con đấy nó lên lịch kế hoạch, và đồng thời tôi không phải mất thời gian quá nhiều để nghiên cứu, để đặt những cái câu lệnh để hỏi ChatGPT và sau đó sao chép lại, sau đó tôi phải sửa lại và tôi mới post lên các nền tảng, đúng không ạ? Và tôi cần dùng thường tìm đến những cái con là gì, nó ra ý chứ tưởng tôi và họ huấn luyện sẵn cho tôi rồi, tôi chỉ cần lên ý tưởng và tôi lên đăng lịch, đăng bài hàng loạt rất nhiều trang page như vậy. Và thời gian đó thì tôi thường tạo ra một cái công việc khác nó có giá trị hơn. Giống như bạn cũng vậy, bạn nếu bạn đi học miễn phí hay bạn dùng một cái công cụ phần mềm nào miễn phí thì chắc chắn bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và những kiến thức cô đọng hay là những cái tinh túy của những phần mềm thì chắc chắn bạn không sẽ không được trải nghiệm, đúng không? Mà bạn cần phải trả một món tiền nào đó xứng đáng với những cái nhà sáng tạo AI công cụ đấy. Đấy là tư duy của các bạn. Giống như bạn thôi, ví dụ bạn đi cày, đúng không nhỉ? Hoặc bạn làm một công việc, bạn có thể mua một con trâu đi cày hay là bạn mua một chiếc máy đi cày. Thì đấy là tư duy lựa chọn của các bạn. Chẳng hạn như tôi và rất nhiều chuyên gia thì lời khuyên của tôi là hãy chọn những công cụ nào và những người nào giúp bạn được tốt nhất, nhanh nhất có thể. Ví dụ giống như tôi tham gia một lớp học nào, tôi không bao giờ dừng lại ở cái lớp miễn phí mà tôi sẽ nghiên cứu, nếu phù hợp thì tôi sẽ đi những cái bước chuyên sâu tốt nhất để tôi có được cái công thức của người thầy thôi. Và công cụ cũng như vậy. Ví dụ như tôi ở đây đang sử dụng Gravity ở đây và rất nhiều công cụ. Như các bạn thấy ở đây, đúng không nào? Tôi muốn xây dựng khóa học, tôi chỉ cần và hướng dẫn nó tạo cho tôi những thứ như thế này. Tất cả những kịch bản tool SEO IO thì cái món mà đối với tôi trả một số tiền nhỏ như thế này và một nhân viên của tôi thì nó đã cả vượt qua những cái công cụ này rồi. Và tin chắc rằng nếu bạn khai thác hết những cái công cụ như thế này thì chắc chắn một kể cả 100 nhân viên cũng không làm việc được cho bạn những cái thứ này. Và thậm chí chúng ta đi học cùng vậy thôi, chúng ta tìm đến người thầy giỏi nhất mà giúp được chúng ta cái công thức trong cái mô hình kinh doanh của chúng ta đang thiếu, đúng không ạ? Và công cụ này cho phép, ví dụ bạn có thể trả tiền ChatGPT hay bạn dùng miễn phí. Nhưng chắc chắn một điều là nó không có những cái từ khóa nó bạn tạo bài viết, blog, YouTube, nội dung đề xuất, đúng không nào? Ví dụ một bạn trợ lý của bạn chuẩn bị nội dung SEO từ khóa cho bạn là biết mất bao nhiêu thời gian nguồn lực rồi mà chắc gì nó là tốt bằng này, đúng không nào? Sau đó thì mới bắt đầu lên kịch bản. Ở đấy nó có công cụ SEO từ khóa tool, nội dung, lời nhắc và thậm chí bán đóng gói khoa học, mô hình kinh doanh, viết sách và quản lý. Thì theo các bạn, một phần nhỏ tiền như thế này thì
À, có xứng đáng không? Quá xứng đáng đúng không nào? Bản thân tôi thì có một cái lời khuyên trong học viên cốt chính của tôi, và rất nhiều người hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Thì lời khuyên của tôi là bạn cứ trải nghiệm thôi. Tuy nhiên thì khi bạn vượt qua một level nào đó, bạn mất khoảng một năm, vài năm và rất nhiều tháng sau đó, thì bạn sẽ nhận ra rằng những điều tôi nói là đúng. Chỉ có công cụ, chỉ có những người có công thức, kiến thức đóng gói lại và bạn dùng cái công thức đó thì chắc chắn nó sẽ có kết quả được nhanh hơn. Bạn có thể xây dựng YouTube, TikTok, hay bạn có thể là làm marketing truyền thông, hay một mô hình kinh doanh nào đó họ đã thành công, thì chắc chắn bạn về áp dụng vào, có nghĩa không không có nghĩa là nó thắng lợi 100%, nhưng ít nhất thì nó sẽ rút ngắn thời gian cho bạn rất là nhiều. Và người thầy tôi nói là đừng có nỗ lực đi tìm những thứ mà mình không làm được, mà hãy đi nhờ ai đó giúp được mình làm những thứ mình không có khả năng, mà hãy tập trung vào khả năng mình làm tốt nhất. Ví dụ giống như tôi tuyên gia, hoặc bạn là một chuyên gia, hay là bạn kinh doanh một lĩnh vực nào đó, thì hãy tập trung vào công việc chuyên môn của bạn tốt nhất. Còn những việc còn lại bạn có thể thuê, bạn có thể là mua công cụ tool, bạn thuê trợ lý, hay hợp tác, sẵn sàng hợp tác với một đơn vị khác. Đúng là để chúng ta làm thế nào tiến tới mục tiêu, tất cả chúng ta đều muốn mong muốn một kết quả nào đó. Vì vậy hãy đi tìm những ai giúp được bạn và công cụ nào hỗ trợ bạn đi được nhanh nhất. Và những lời khuyên của tôi dành cho những học viên cốt chính tôi đều đem lời khuyên như vậy. Và sau này họ ngộ ra và họ biết rằng à, chỉ có công cụ và những trí tuệ ưu tú thì mới giúp họ đạt được những cái điều họ mong muốn sớm nhất. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, share, comment. Nếu bạn muốn có được công thức bí mật xây kênh, làm thế nào để đạt được kênh traffic nhanh nhất, lành nóng ấm, hay xây dựng một mô hình hay là một lộ trình xây dựng một hệ thống thu hút và chăm sóc khách hàng và bán hàng tự động, thì hãy inbox cho tôi sẽ tư vấn bạn miễn phí. Nếu phù hợp chúng ta sẽ có những bước tiếp theo đi cùng với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.